Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày mùng 7 tháng 11, và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm về đích, thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tại hội nghị ban chỉ đạo. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư Tiên Quán và khu dân cư Toàn Thắng. Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn. Phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm về đích thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tại hội nghị ban chỉ đạo diễn ra vào chiều qua. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vấn đề được hội nghị tập trung thảo luận nhiều nhất là tiến độ thực hiện dự án thành phần 1.2 về giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Bởi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến thời điểm phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích cần thu hồi theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Trong khi đó, dù tỉnh Hưng Yên đã thu hồi được trên 84% diện tích, vượt tiến độ ở giai đoạn 1, nhưng hiện công tác xây dựng khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang để giải phóng mặt bằng diện tích đất thổ cư, đất nghĩa trang, việc di rời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, di chuyển doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ. Khối lượng công việc còn nhiều, đều là những phần việc khó và mất nhiều thời gian hơn giai đoạn trước. Nhất là tại hai huyện Văn Giang và Văn Lâm phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, như đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ, chưa bố trí diện tích đất thu hồi và kinh phí để di chuyển doanh nghiệp, người dân vẫn còn có ý kiến về việc thay đổi hướng tuyến qua khu dân cư. Đến ngày 29 tháng 10 vừa rồi, truyền hình Hưng Yên đã đưa cái việc nắn tuyến đã nêu rất rõ rồi. Tại sao tuyến nó phải nắn chỉnh đi vào làng Hồng? Thế và các hộ dân này chỉ người ta chỉ có mỗi cái là đòi hỏi về cái quyết định của thủ tướng đâu dấu đỏ đâu vào làng Hồng đâu. Thì trong cái kênh hôm 29 nó nói rõ rồi. Phê duyệt đầu tuyến cuối tuyến các cái tiểu tiết cái những cái đấy thì báo cáo chí là trong tờ trình đã có đường vẽ quy hoạch qua đấy rồi, cái việc mà lắng tuyến thì thấy là không còn cái gì thắc mắc nữa, và tới đây có thể chúng tôi sẽ tiếp tục cưỡng chế. Nhiệm vụ chính của chúng tôi trong giai đoạn này là một là tuyên truyền, hai là tập trung vào cái việc mà di chuyển mộ đấy đang gấp rút xây dựng các bể mộ, và thứ ba là xác định cái nguồn gốc sử dụng đất đối với những trường hợp bán trái thẩm quyền để đề xuất cái hướng, một là thực hiện xử lý cái vấn đề mà đấy, hai là đề xuất làm sao mà đạt được cái tỷ lệ tốt nhất. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan cũng có tiến độ chậm hơn so với yêu cầu. Hiện chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công dự án trong tháng 11. Dự án cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Một số khó khăn vướng mắc là huyện Phù Cừ chưa bố trí được kinh phí để thực hiện các dự án tái định cư, xây dựng nghĩa trang mới. Các vị trí để di rời nghĩa trang, bãi rác ở huyện Ân Thi, Phù Cừ chưa có trong quy hoạch sử dụng đất. Trong khi đó, yêu cầu đặt ra là đến hết tháng 11 năm 2023 phải giải phóng mặt bằng tối thiểu 70% diện tích cần thu hồi cho dự án. Đối với 3 dự án khu công nghiệp gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Yên Mỹ và Yên Mỹ 2 mở rộng đã giải phóng mặt bằng được phần lớn diện tích đất cần thu hồi. Tuy nhiên, có một số khó khăn, vướng mắc cụ thể mà quy trình thủ tục mất nhiều thời gian để thực hiện. Đối với 7 dự án cụm công nghiệp, tình hình chưa có nhiều chuyển biến. Còn 6 chủ đầu tư dự án chưa hoàn thành việc nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, cho nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Một số dự án chưa hoàn thành việc đánh giá tác động môi trường. Vì vậy, các dự án này chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. Tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến đánh giá và chỉ đạo để đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là dự án đường vành đai 4 và đường Tân Phúc Võng Phan. Nhiệm vụ trách nhiệm là chúng ta phải làm, đã phải xác định trách nhiệm trước. Do vậy khi mà xác định trách nhiệm rồi làm thì ta cũng phải có động viên. Nên là tôi cũng đề nghị thôi các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân các huyện thì cũng cố gắng và quyết tâm cùng bên cạnh các đồng chí đấy còn có cả hệ thống chính trị chứ không phải một mình các đồng chí. Và hai là cũng động viên các cán bộ trực tiếp làm, ta phải có sự quyết tâm mà cả hệ thống chính trị ta vào cuộc thì ta mới thực hiện được. Dân người ta có quyền đòi hỏi, cái đấy đúng. Nhưng mà nói rằng bây giờ là chưa tính toán được, nhưng cơ bản nhà nước sẽ đáp ứng các nhu cầu đó theo quy định pháp luật ở mức cao nhất. Thế thể hiện nên là đều vướng đến cái khu 1 khu tái định cư.
của người ở, hai là tái định cư của người đã khuất. Đấy thì hai vấn đề ấy. Thế do vậy đề nghị là tái định cư đây thì đề nghị các đồng chí là đẩy nhanh khẩn trương. Về mồ mả thì đồng chí là bây giờ tầm tháng 9, tháng 10 đến tháng 12 là cái tầm này là người ta rất ủng hộ cho việc giải phóng mồ mả. Thế do vậy đề nghị bố trí khu nghĩa trang ấy để tái định cư cho người đã khuất. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá một trong những nguyên nhân của tình trạng tiến độ các dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu là do việc nhận định xử lý những vấn đề phát sinh còn chậm, một số sở ngành địa phương chưa rốt ráo đeo bám vấn đề vướng mắc nảy sinh. Đối với dự án đường vành đai 4, nguy cơ không đạt tiến độ đề ra đang rất hiện hữu nếu không có sự quyết liệt vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, vì vậy sẽ không còn đường lùi, chỉ có tiến lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận với dự án, nhất là chủ động tuyên truyền vận động, không để nhân dân bị lôi kéo bởi những quan điểm, nhận thức chưa đúng về dự án, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình gây khó khăn, cản trở việc thực hiện dự án. Bắt đầu từ tháng 9 là thời điểm vàng. Chúng ta mà không quyết liệt khẩn trương thì là chúng ta lại lỡ mất một năm. Cho nên là trong các cái công việc cái tái định cư đất ở, tái định cư mồ mả, tái định cư các hạ tầng, tái định cư doanh nghiệp thì các đồng chí tập trung cho tôi cái tái định cư cái phần về mồ mả. Mồ mả là gì? Thu hồi đất của cái phần mở rộng nghĩa trang, phê duyệt các dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, triển khai xây dựng nhanh. Đấy, cái phần công việc liên quan đến mở rộng, nâng cấp các khu nghĩa trang. Làm sao mà trong tháng này là các đồng chí phải xong được cái phần về xây dựng nghĩa trang. Có đến đâu động viên nhân dân chuyển đến đấy. Chứ còn thực ra là người dân bây giờ là họ cũng đồng thuận rồi. Họ cũng xác định rõ, rất rõ là tư tưởng là không thể nào để phần mộ của nhà mình bất an ở một cái dự án như thế được. Kèm theo đấy là khu tái định cư. Phải triển khai nhưng ngay. Vẫn quan điểm của ban chỉ đạo gì làm cái khu tái định cư cho nó khang trang, hạ tầng đầy đủ. Mà thậm chí kể cả các đường ngõ rồi các cái khu đường nội bộ ấy, rộng rãi ra một tí để tạo sinh kế cho người dân. Cuối cùng đấy là quyền lợi của người dân. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan, đồng chí yêu cầu ba huyện Ân Thi, Tiền Lữ, Phù Cử phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Tôi đề nghị là ba huyện, các đồng chí phải đẩy nhanh tiến độ về giải phóng mặt bằng thực hiện theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo. Đây là cái dự án rất quan trọng. Thu hồi đất cũng khá lớn, nhưng mà cũng may là nó cũng đa phần là đất nông nghiệp, nó cũng có cái thuận hơn. Lại đúng nguyên tắc như vành đai 4, dễ trước khó sau, nông nghiệp trước phi nông nghiệp sau. Thế trong tháng 11 thì nếu như các đồng chí triển khai đồng bộ thì các đồng chí sẽ đạt được 70% cái đất nông nghiệp ấy. Triển khai tất cả các mũi thu hồi đất đồng bộ luôn, vừa chạy vừa xếp hàng như đường vành đai 4, quyết tâm thì phải cao hơn núi thì mới được. Đối với ba dự án khu công nghiệp, đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm các địa phương phải giải quyết dứt điểm một số điểm còn lỗ chỗ chưa giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khi tiếp nhận dự án thứ cấp phải theo đúng định hướng của tỉnh là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đối với các dự án cụm công nghiệp, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện ngay việc nộp tiền bảo vệ đất lúa, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo mục tiêu giải phóng mặt bằng tối thiểu 500 ha cho các dự án cụm công nghiệp trong năm 2023. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tôi đề nghị là ban cán sự ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở kế hoạch đầu tư tham mưu ban hành cái văn bản chỉ đạo 45 ngày đêm về đích đầu tư công. 45 ngày đêm nhé, về đích đầu tư công. Để làm sao chúng ta nỗ lực hoàn thành cao nhất về mặt tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, khu dân cư Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động và khu dân cư Toàn Thắng, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Quân dân, dự ngày hội và đón nhận danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại khu dân cư Tiên Quán có đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu dân cư Tiên Quán có 755 hộ với 2.415 nhân khẩu,
Năm 2023, Tiên Quán đã được xã chọn làm điểm trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt gần 75 triệu đồng một người trên năm. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên, diện mạo nông thôn được thay đổi từng ngày. Tỷ lệ hộ giàu hộ khá tăng, hộ nghèo giảm. Đến nay số hộ nghèo của khu dân cư giảm còn 4 hộ. Đường làng ngõ xóm 100% được bê tông hóa, 50% đường trục chính ra đồng được kiên cố hóa. Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với các chi hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng thôn xóm phát triển. Năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa của khu dân cư đạt 98,5%, 15 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân khu dân cư Toàn Thắng, xã Tân Châu, huyện Quế Châu, có đồng chí Bùi Thế Cử, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong khu dân cư tích cực lao động sản xuất, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 0,8%. Người dân trong khu dân cư đoàn kết tích cực hiến đất, tham gia ngày công để mở rộng các tuyến đường làng ngõ xóm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Đến với ngày hội hôm nay thì là về bản thân tôi là rất là phấn chấn, rất là vui. Bà con đã đến tề tựu rất là đông đủ. Trong những năm qua, thôn Toàn Thắng thì thay đổi rất nhiều. Người dân thì cần cù chịu khó và tình làng nghĩa xóm gắn kết. Thế nên là các cái cuộc vận động, các cái đợt ủng hộ đóng góp là người dân đều hưởng ứng nhiệt tình. Tại ngày hội, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thế Cử tặng hoa chúc mừng khu dân cư Toàn Thắng và tặng quà 10 gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen khu dân cư Toàn Thắng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Vừa qua, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Nghi Lương, đảng bộ xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Chi bộ thôn Nghi Lương hiện có 29 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên được miễn sinh hoạt. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt và thông tin một số nét nổi bật về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của tỉnh. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn ở cơ sở thôn, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, chi bộ cần duy trì nền nếp sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ cần nâng cao tinh thần phê bình, tự phê bình và phát huy vai trò của các đoàn thể. Tập trung xây dựng những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa phương, giúp nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chiều nay, huyện Kim Động tổ chức hội nghị bàn giao tiền hỗ trợ người nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2023 đợt 2. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2023, huyện Kim Động có 55 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới là 38 hộ, sửa chữa là 17 hộ. Đã có 47 hộ được hỗ trợ kinh phí lần một với tổng số tiền 780 triệu đồng. Đến nay có 44 hộ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện được Ủy ban Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ đôn đốc hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở đúng tiến độ. Tiền hỗ trợ được trao kịp thời tới từng gia đình, qua đó giúp hộ nghèo có kinh phí để hoàn thiện nhà ở trong thời gian nhanh nhất. Trước thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở hệ thống sông Bắc Hưng Hải chưa được giải quyết triệt để, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 6 tháng 11, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Nghị quyết số 499 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 thì có yêu cầu cơ chế chính sách phù hợp để giải quyết ô nhiễm môi trường của hệ thống Bắc Hưng Hải. Tuy nhiên là giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường cho thấy tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở hệ thống Bắc Hưng Hải thì chưa được giải quyết triệt để, còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ trưởng cho biết chính sách nào Bộ đã ban hành hoặc tham mưu ban hành
và giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại hệ thống Bắc Hưng Hải. Từ một hệ thống thủy nông thì bây giờ cái hệ thống Bắc Hưng Hải đang gánh thêm một cái nhiệm vụ nữa là cái nơi mà xả thải cho một phần của Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và Hưng Yên. Và hiện nay thì theo số liệu là hệ thống Bắc Hưng Hải một ngày thì như vậy đón phải tiếp nhận 450.000 đến 500.000 mét khối xả thải của các cái địa phương. Vừa qua thì Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với Bộ Công an cũng đã rất nghiêm các trong việc ra soát kiểm tra các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Và đã xử phạt hành chính rất nhiều cái doanh nghiệp là xả thải không đúng quy định. Cái thứ hai là tiếp tục quan trắc, tăng cường cái quan trắc ở cái chỗ cái hệ thống thủy lợi. Cái thứ ba là làm việc với các địa phương để từ đó thì dùng các nguồn lực để tiếp tục là chúng ta cố gắng để xử lý cái nước thải của đô thị và nông thôn vào cái hệ thống này. Và hiện nay là một số địa phương như Hưng Yên là cũng đã có những cái giải pháp đến các cái xã và các cái đơn vị dân cư là đưa thu gom và xử lý cái nước thải của nông thôn. Chúng tôi cũng đã có cái đề xuất và làm việc với các địa phương và cố gắng có các cái giải pháp là cần phải có một cái chương trình mục tiêu quốc gia để xử lý các cái dòng sông chết, xử lý ô nhiễm các dòng sông và xử lý về môi trường, rác thải và nước thải nói chung. Vì đây là một cái giải pháp và cũng đề nghị báo cáo với Quốc hội ủng hộ để mà có một chương trình mục tiêu quốc gia thì. Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá chuyên án 923K, bắt quả tang nhóm đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại tòa nhà Soforest 1, khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Các đối tượng bị bắt là Lê Văn Hùng sinh năm 1995, thường trú tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm và Lý Thị Nguyệt sinh năm 1999, thường trú tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, đang tạm trú tại phòng 12A F06, tòa Xuân Forest 1, khu đô thị Ecopark, thu giữ tại chỗ 1,972 kg ma túy dạng ketamin và 200 túi ni lông màu cam là ma túy tổng hợp loại nước vui cùng một số vật chứng liên quan. Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt hai đối tượng Chu Ngọc Soái sinh năm 1986, thường trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ và Trần Kim Anh sinh năm 1991, thường trú tại khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đang tạm trú tại tòa Sun Forest 1, khu đô thị Ecopark. Khám xét nơi ở của bốn đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu tổng số lượng ma túy là 4,477 kg ma túy tổng hợp và 225 túi ma túy tổng hợp loại nước vui. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trên về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Từ đầu năm đến nay, cùng với hệ thống ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm tốt chức năng cho các tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Cứ vào dịp cuối năm, không chỉ ông Linh mà nhiều chủ trang trại hoa cây cảnh ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang cần nhu cầu vốn lớn để đầu tư phát triển sản xuất hoa cây cảnh phục vụ thị trường Tết. Ngoài nguồn vốn của gia đình, ông Linh thường vay thêm vốn của quỹ tín dụng nhân dân xã Phụng Công. Quỹ tín dụng đã tạo điều kiện cho chúng tôi vay đến hết mức làm để tối đa được 1,5 tỷ. Khi có đồng vốn chúng tôi cảm thấy rất tự tin để làm và cảm thấy nó mình làm được nó nhiều hơn các những khi mà mình chưa có vốn, nhập được nhiều loại hàng hơn để phục vụ bà con tốt hơn. Bà con trong những cái giai đoạn cuối năm nó có nhiều cái yêu cầu cần đến vốn để tập trung vào cái ngành nghề của xã là cây hoa cây cảnh. Đến thời điểm này là đã cho bà con vay được 276 tỷ để tạo điều kiện cho bà con ấy, thì quỹ nỗ lực hết mình để phục vụ cho bà con. Đến nay toàn tỉnh Hưng Yên có 65 quỹ tín dụng nhân dân, các quỹ đã duy trì sự phát triển ổn định và an toàn tín dụng với quy mô tổng số vốn dư nợ cho vay, huy động tiền gửi trong nhân dân ngày càng tăng. Hoạt động cho vay và huy động tiền gửi đảm bảo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng nguồn vốn của các quỹ đạt trên 8.200 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2022. Dư nợ trên 5.300 tỷ đồng, nợ xấu giảm trên 9%. Một số quỹ có dư nợ lớn như Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Mễ Sở trên 283 tỷ đồng, Yên Phú trên 300 tỷ đồng,
Phụng Công 270 tỷ đồng, Xuân Trúc 174 tỷ đồng. Các quỹ tín dụng nhân dân đã chủ động huy động được nguồn vốn tại chỗ, không phải đi vay, nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ cũng như phục vụ đời sống của hàng chục nghìn thành viên trên địa bàn. Thủ tục thì quỹ tín dụng hết sức tạo điều kiện. Tất cả người dân khi vay thì qua thẩm định, cán bộ thẩm định báo cáo và người dân chỉ ra kê khai thông tin, ta sẽ chứng thực cái món vay, đảm bảo coi vậy món vay để làm gì. Đến bây giờ là dư nợ của tôi là 180 tỷ. Các món vay đều cơ bản là đảm bảo chất lượng cũng như là các món vay về vốn an toàn. Quỹ tín dụng xã Xuân Trúc tôi cũng có vay với số vốn là 1 tỷ 3 ở đó. Nên được cái anh em là cũng nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn. Đấy, cần số vốn mình cần mình có tất cả các cái sản phẩm nếu như bằng gỗ mà mình nếu như không có những cái nguồn tiền dư rồi thì gỗ cũng không phơi được đảm bảo. Thế mà hàng tiêu chuẩn ra thì cũng không đạt. Thế cho nên là bắt buộc là phải có những cái nguồn để mình phơi và thì nó phải có tiền dư. Trong đó chủ yếu là các khoản cho vay đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh dịch vụ quy mô vừa và nhỏ. Nguồn vốn này góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế ở địa phương, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, an ninh trên địa bàn, từng bước đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Sáng nay tại sân bóng đá Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bóng đá nam năm 2023. Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2023, có sự tham gia của 9 đội bóng đến từ các huyện và đơn vị trong tỉnh. Các đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, đá vòng tròn một lượt tính điểm để chọn nhất của 3 bảng và một đội nhì có điểm số cao nhất vào thi đấu bán kết. Nhất bảng A gặp nhất bảng C, nhất bảng B gặp đội nhì cao điểm. Trận chung kết giữa hai đội nhất bán kết, hai đội còn lại đồng giải ba. Ngay sau lễ khai mạc là các trận thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết và công hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.